ở đâu của Sài Gòn cho anh chị cảm giác Tết đến xuân về đầu tiên. Những ngày này khi đi qua các địa điểm như nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, hồ Con Rùa, vân vân, thì chắc hẳn anh chị đã cảm thấy rộn ràng trong lòng. Sài Gòn hoa lệ không chỉ có những tòa nhà cao ốc, những trung tâm thương mại sầm uất, cuộc sống hối hả, những quán ăn nổi tiếng mà còn có cả những địa điểm tham quan ấn tượng. Cứ mỗi dịp xuân về, thành phố Hồ Chí Minh lại đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi, du xuân, góp phần làm cho ngày Tết ở thành phố mang tên Bác càng thêm ý nghĩa. Và nơi nào có lưu lượng người qua lại đông đúc thì tại nơi đó có nền kinh tế phát triển sôi động nhất. Và một trong những loại hình kinh doanh đắc địa phục vụ nhu cầu chính của các du khách là khách sạn quanh các địa điểm có tiếng lâu đời này. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyên Trần. Hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu đến anh chị một tòa khách sạn tọa lạc trên cung đường Võ Văn Tần, cách Hồ Con Rùa chỉ 100m. Tòa nhà khách sạn tọa lạc tại địa chỉ 3A đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, vị trí đắc địa đoạn Bắc Tơ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tòa nhà với diện tích như sau: ngang 10m, dài 40m, nở hậu. Diện tích công nhận 391m², kết cấu hầm 10 tầng với tổng số lượng là 70 phòng khách sạn cao cấp. Hiện tại thì đang có hợp đồng thuê là 32.000 đô trên một tháng và giá đang được chào bán là 300 tỷ đồng, tương đương với 765 triệu trên 1m². Với vị trí cực kỳ đắc địa và rất thuận tiện để di chuyển đến nhiều khu vực trong trung tâm thành phố như nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành chỉ mất 4 đến 6 phút, nên phải nói đây không chỉ là một tài sản giữ tiền mà còn là một tài sản tạo ra dòng tiền cực kỳ tốt, bởi khu vực này luôn kinh doanh đắc địa. Cùng với đó là sự khan hiếm của bất động sản với mặt tiền lớn lên đến 10m và kết cấu cực kỳ thuyết phục cũng sẽ làm nên tên tuổi cho người sở hữu. Và nếu anh chị là một nhà đầu tư xa nước lâu ngày trở về quê hương thân yêu Sài Gòn, muốn lựa chọn một sản phẩm ghi dấu kỷ niệm thì cũng đừng bỏ qua tài sản này nhé. Liên hệ em Nguyên theo số điện thoại bên dưới màn hình để nhận đầy đủ thông tin chi tiết về bất động sản này. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyên nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.